Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đo và đọc các cái kích thước trên cái thước kẹp này Cơ bản thì các cái dòng thước kẹp trên thị trường á Nó sẽ có ba cái thông số chính Là phần nguyên, phần thập phân và cái thông số sai số Và đối với cái thước kẹp hôm nay mình sử dụng thì cái thông số sai số nó là 0.02mm Và bây giờ thì mình sẽ đo thử một cái tấm bìa mỏng Đầu tiên thì mình sẽ đặt thẳng tấm bìa và kẹp Sau đó mình sẽ khóa lại và đọc cái thông số Đầu tiên thì mình sẽ đọc phần nguyên Thì nó ở cái số 0 Thì mình sẽ ghi 0 Và giá trị nó sẽ nằm ở cái phần thập phân Thì cái phần thập phân thì mình thấy là nó nằm ở số 3 và nó thẳng nhất là ở vạch số 17 thì mình sẽ lấy 17 nhân cho 0,02. Thì sẽ bằng là 34, tức là 0.34 là cái kết quả mà cái độ dày của cái tấm bìa này. Thì mình có chuẩn bị thêm một cái cây thước đo điện tử để cho mọi người dễ hình dung hơn và mình cũng đo giống như đo ở trên cái thước kẹp trước đó. Và đây là cái thông số thì nó cũng ở là 0.34. Và cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã xem hết cái video, hãy góp ý ở cái phần bình luận bên dưới.